Kết thúc tháng 8 năm 2017, các doanh nghiệp viễn thông như tập đoàn VNPT, Mobifone, Viettel và VTC đều công bố đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận khả quan, đặc biệt trong bối cảnh thị trường có nhiều khó khăn. Riêng đối với tổng công ty Mobifone, doanh thu toàn tổng công ty 8 tháng lũy kế đạt 63% kế hoạch, thuê bao đạt 56% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế 8 tháng đạt trên 3.500 tỷ đồng.